Folks, như tôi đã nói ngày hôm qua thì hôm nay tôi sẽ trả lời cái câu hỏi là liệu cái quantum vi tính đó có thể thay thế hoàn toàn cho cái máy vi tính bình thường ngày hôm nay hay không. Thì hôm qua tôi có nói đến cái ví dụ là chúng ta hãy coi quantum vi tính như là một cái xe buýt không? Còn cái máy vi tính của ngày hôm nay đó thì chúng ta có thể coi giống như là một cái xe đạp. Thì cái điều đó cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà hôm nay tôi ngồi cạnh bờ sông cho nên tôi nghĩ là nên so sánh như thế này. Quantum vi tính có thể so sánh với một chiếc thuyền không? Chiếc thuyền đang chạy ngay sau lưng tôi đây. Nó khoảng cỡ có thể gọi là 100 chỗ ngồi đi. So với lại một cái đò thôi. Cái chiếc đò ghe để mà đưa người ta qua sông thì hãy so sánh đó một chiếc thuyền 100 chỗ ngồi với một cái chiếc đò nhỏ, với một cái chiếc ghe nhỏ thì nó có lẽ nó hay hơn, tại vì nó ít nhất là nó hợp hơn so với hoàn cảnh mà tôi ngồi cạnh bờ sông lúc này. Đặc biệt là phải nói về quantum vi tính trong một cái thời tiết nó nóng nực và giữa trưa như thế này thì cũng hơi có cái gì đó nó hơi nghịch lý chút xíu. Tại vì trước hết chúng ta phải biết là gì, là cái sự đòi hỏi của quantum vi tính nó có một cái sự đòi hỏi hết sức là khắc nghiệt, đó là cái qubit đó, tức là cái quantum bit đó, là các nhà khoa học ngày nay gần như trong tất cả mọi hình thức người ta tạo ra cái qubit thì người ta đều cần thiết phải đặt cái qubit này ở trong một cái nhiệt độ gọi là không độ tuyệt đối không? Cái đó là một nhiệt độ rất là thấp. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng như thế này. Không độ C đã là nhiệt độ đóng băng, đó là thấp rồi không? Còn không độ tuyệt đối đó thì là nằm ở khoảng là âm 270, hình như 271 độ C. Nó là như vậy. Thì nó lạnh đến một cái mức độ mà khó có thể hình dung ra, mà người ta cần phải có những cái máy hết sức là đặc biệt không thì mới đưa cái nhiệt độ trở về rất gần với lại độ không độ tuyệt đối, nó là như vậy. Đó là lý do tôi nói là hơi nghịch lý mà khi tôi phải ngồi đây giữa trưa nóng nực mà phải thâu cái video nói về quantum vi tính. Rồi quay lại câu trả lời là liệu quantum vi tính sẽ thay thế hoàn toàn máy vi tính bình thường ngày nay hay không? Thì so sánh như thế này. Trước hết đó, chúng ta phải nói ví dụ như cái thuyền 100 chỗ ngồi đi, thì nó có một số cái điều kiện cần thiết không? Điều kiện cần và đủ là gì? Thuyền 100 chỗ ngồi thì cần phải có một cái động cơ không? Cần một động cơ nổ. Thì cũng giống như là cái quantum vi tính như tôi nói đó, là cái điều kiện tiên quyết, ít nhất là so với khoa học ngày nay. Trong phòng thí nghiệm cũng vậy, chưa nói đến cái vấn đề mà coi như là sau này cái quantum vi tính rất có thể là được, có thể nó được dùng trong những cái môi trường bình thường đó. Tại vì ngày nay như quý vị đã biết là tất cả những cái quantum vi tính ngày nay là nếu mà có đó thì cũng là chỉ có nằm ở trong vòng thử nghiệm thôi, chứ chưa có đưa ra coi như là ở ngoài sử dụng, ở ngoài công chúng. Cho nên tôi nói là cái điều kiện tiên quyết của quantum vi tính ngày nay là cần phải đặt cái qubit là nằm trong cái nhiệt độ gọi là không độ tuyệt đối. Đó cũng y như là một chiếc thuyền 100 chỗ ngồi thì cần phải có một cái động cơ không? Cho nên nó đó là cái điều kiện mà cần và đủ cho một cái quantum vi tính. Không cần biết là các nhà khoa học ngày nay dùng cái cách nào để mà tạo cái qubit. Ví dụ như có nhiều có phòng thí nghiệm thì dùng cái điện tử, có nhiều phòng thí nghiệm thì dùng cái photon, tức là cái hạt sáng, hoặc là có phòng thí nghiệm của IBM thì dùng chất siêu dẫn không để mà làm cái quantum bit. Thì không cần biết là cách nào để mà tạo ra quantum bit, cũng đều phải đặt cái quantum cái qubit này nằm trong ở cái một cái nhiệt độ rất là thấp, đó là ở khoảng cỡ không độ tuyệt đối, hoặc là hay là chúng ta có thể nói là âm 271 độ C đó.
thì đó là một cái nhiệt độ hết sức là lạnh không? Thì đó là lý do mà người ta mới phải đặt cái một cái máy khổng lồ, có thể nói là gần như là một bằng một cái tủ lạnh rất là lớn không? Tủ lạnh rất là lớn, đó là về liên quan đến kích thước. Cho nên tôi nói là như vậy thì nó có thực tế khi chúng ta chỉ cần đưa một người sang bên kia bờ sông, sang bên kia bờ sông, thì chúng ta hãy so sánh coi liệu chúng ta thấy là một cái thuyền 100 chỗ ngồi nó có hiệu quả cao hơn, hay là chúng ta chỉ cần dùng một cái ghe nhỏ đó. Cho nên nếu mà chúng ta đưa một người sang sông thôi đó, cho nên tôi mới nói là cái trường hợp đưa một người thì rõ ràng là chiếc ghe sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Ý muốn nói là gì? Cái vi tính ngày nay thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Đối với chiếc thuyền 100 chỗ ngồi thì chúng ta trước hết là phải gì? Là phải nổ máy lên, rồi lại phải nhổ neo, rồi mới bắt đầu từ từ bò sang sông. Trong khi đó thì chiếc ghe rất có thể là sau sau khi mà chiếc thuyền 100 chỗ ngồi đó, chẳng hạn như là nổ máy rồi nhổ neo này kia đó, chỉ cần nhổ neo xong thì rất có thể là chiếc thuyền đã đưa một người sang bên kia bờ sông rồi, không? Cho nên đó là trường hợp tôi nói là nếu đối với là chỉ có một hành khách thì chúng ta chỉ cần cái chiếc ghe thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều, không? Thì ghe thì chỉ cần mà người ta bước lên ghe là có thể là chèo đò qua ngay bên kia bờ sông, không cần phải rắc rối đến cái chuyện mà nổ máy hay là cần động cơ hay là gì hết. Đó. Thì đó là cái trường hợp mà tôi nói là so sánh quan tâm vi tính như là một chiếc thuyền 100 chỗ ngồi và đối với chiếc ghe nhỏ. Nhưng mà như thế nào? Nếu như trường hợp chúng ta phải cần đưa 50 người sang sông thì khi đó thì chắc chắn là gì sẽ hiển nhiên là chiếc thuyền 100 chỗ ngồi chắc chắn là sẽ có hiệu quả cao hơn. Tại vì đối với chiếc ghe thì người ta ví dụ như là cái điều kiện là gì? Ghe mỗi lần chỉ đưa được một người sang sông thì cái chiếc ghe này phải 50 lần, tức là đưa một người qua rồi quành lại đưa một người khác qua, tức là phải làm 50 lần như vậy thì chắc chắn là sẽ không có hiệu quả bằng chiếc thuyền, không? Chiếc thuyền thì lúc đó là 50 người lên cùng một lúc thì họ nổ máy nhổ neo và sang bên kia bờ sông cái ào, tức là 50 người qua cùng một lúc. Thì đó là tại sao mà tôi nói là đó cũng là một cái cách mà cái máy quan thâm vi tính nó làm. Tức là ngay tức khắc trong cùng một thời khắc, tức là cái quan thâm vi tính có thể làm lên tới cả hàng, có thể là hàng tỷ tỷ con toán đó, tỷ tỷ con toán. Nhất là sau này chúng ta nếu một trường hợp có một cái quan thâm vi tính lên tới chẳng hạn như là 1.000 bit chẳng hạn, thì lúc đó nó rất là mạnh đó. Ngày nay đó thì Intel giới thiệu cái quan thâm bit của Intel chưa đưa ra ngoài, không, chỉ là mới trong phòng thí nghiệm thôi, thì Intel đã nói là lên được là 49 bit, thì đã là một cái máy mà người ta cho là hết sức là có một cái sức mạnh hết sức là khủng khiếp rồi. Đừng có nói đến là sau này thì rất có thể lên tới 1.000 bit hay là 2.000 bit, 2.000 bit qubit đó, thì lúc đó thì một cái máy quan thâm vi tính có thể là tính trong tích tắc, có thể là tính được lên tới cả hàng hàng tỷ tỷ con toán trong cùng một một lúc. Thay vì tôi dùng cái một chiếc thuyền 100 chỗ ngồi thì rất có thể là nó không có nó không đủ mạnh bằng cách mà chúng ta có thể nói là thậm chí là đó, so sánh cái quan thâm vi tính như là một cái rất có thể là một cái hàng không mẫu hạm của Mỹ đi. Đó, có thể nó là mấy ngàn người, đưa mấy ngàn người qua sông cùng một lúc, thì cái nhưng mà ngặt một nỗi là gì, hàng không mẫu hạm của Mỹ thì lại hiển nhiên có một cái điểm kẹt là đối với dòng sông như thế này thì sẽ không vào được trong cái dòng sông như thế này, tại vì hàng không mẫu hạm thì nó quá lớn đó. Cho nên tôi mới nói là đó đó là lý do mà người ta nói là ít nhất là đối với khoa học ngày nay thì
vẫn chưa có thể mà thay thế cái máy vi tính của ngày nay một cách hoàn toàn đó. Liên quan đến cái vấn đề điều kiện cần và đủ, hay là liên quan đến cái vấn đề mà nó có hiệu quả hay không không. Tại vì như tôi nói rồi, thì đối với chiếc thuyền lớn hay là hàng không mẫu hạm này kia cũng vậy, cần phải có động cơ, cần phải có những kỹ thuật cao và phải chi rất là nhiều tiền không. Chưa nói đến cái vấn đề mà chẳng hạn như là ô nhiễm môi trường hay này kia. Cho nên người ta kết luận đối với lại cái quan thâm vi tính của ngày nay, sau này thì chưa biết, sau này thì rất có thể là càng tân tiến lên đó thì quan thâm vi tính có thể là càng hiệu quả hơn. Và có thể nói là đối với những cái bài toán nho nhỏ cũng vậy, thì nó có thể nói là đối với lại cái vấn đề mà gọi là cái hiệu quả về cái sự mà giống như là tốc độ, cũng như là hiệu quả về cái góc độ là cái nhu cầu, cái điều kiện cần và đủ, hoặc là thậm chí liên quan đến những cái góc độ khác như là phải tốn xăng cộ hay là môi trường này kia đó, thì sau này rất có thể là quan thâm vi tính sẽ hiệu quả cao hơn, và lúc đó thì thậm chí có thể nó là thay thế hoàn toàn cái vi tính của ngày nay. Nhưng mà trong thời điểm này thì người ta nói là nói chung là quan thâm vi tính chưa thể nào mà thay thế được cái máy vi tính ngày nay. Là tại sao? Tại vì có những cái con toán nó nho nhỏ thôi thì không cần thiết phải dùng quan thâm vi tính làm chi hết, cho nó rắc rối và nó tốn tiền, rồi nó có thể nói là nó thậm chí lại còn rất có thể là đối với những con toán bình thường đó, con toán nho nhỏ đó, thì chẳng hạn như là 1 cộng 1 bằng 2 đi, thì quan thâm vi tính lại còn chậm hơn là cái vi tính của ngày nay đó. Cho nên tôi mới nói là tạm thời thì chúng ta không thể nào mà thay thế cái vi tính của ngày nay bằng cái quan thâm vi tính một cách hoàn toàn được, mà rất có thể là cái máy vi tính, cái quan thâm vi tính bước đầu đó, thì rất có thể là dùng cả hai kỹ thuật gộp lại với nhau, rồi sau đó đến một cái bước là quan thâm vi tính hiệu quả hơn, thì lúc đó may mắn chúng ta có thể bắt đầu bàn tới là liệu có thay thế hoàn toàn được hay không. Tôi nói là ví dụ như là khi mà trong cái thời buổi ban đầu đi, thì có thể là mình dùng một cái máy gọi là classical vi tính như ngày hôm nay cho những con toán nho nhỏ. Và nếu mà khi nào chúng ta cần những cái con toán, làm những con toán hết sức là phức tạp, ví dụ như liên quan đến cái vấn đề như là giải mã của cái của gọi là giống như là mình giải mã cho những cái như là cái password, tức là những cái ký hiệu hay là mã số này kia đó, thì tất cả những cái đó thì máy vi tính ngày nay bó tay không, thì lúc đó thì người ta cần phải dùng đến quan thâm vi tính. Còn tất cả những cái con toán nho nhỏ như là 1 cộng 1 bằng 2 hay là những cái vấn đề nhân chia cộng trừ này kia đó, thì chúng ta lại lúc đó lại buộc phải sử dụng cái máy vi tính của ngày nay. Thì tôi nghĩ là trong cái buổi ban đầu thì người ta sẽ kết hợp cả hai cái quantum vi tính và classical vi tính vào cùng một cái máy. Rồi sau đó rất có thể trong một cái thời gian mấy chục năm sau thì người ta chắc chắn là sẽ nghĩ đến cái vấn đề mà thay thế cái quantum vi tính, thay thế một cách hoàn toàn cho cái classical vi tính của ngày hôm nay. Thì đó là cái lý do mà tôi nói là đó, chúng ta đối với so sánh cái bài toán là một chiếc ghe nhỏ và một cái chiếc thuyền lớn ha, thì đôi khi mình vẫn cần cái chiếc ghe nhỏ để mà làm những cái công việc có thể nói là nho nhỏ, như là đưa một người qua sông thôi. Chứ còn nếu một trường hợp mà dùng nguyên cả một cái chiếc thuyền lớn để chỉ đưa một người qua sông thì nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết, nó không có hiệu quả cao, mà chưa nói đến là khi mà một cái chiếc thuyền lớn thì là cần có cái động cơ, rồi cần nhổ neo, rồi cần thủy thủ đoàn, rồi cần những cái thứ mà nói chung là những cái mà một cái ghe nhỏ đó không cần thiết. Cho nên mình mới nói là tạm thời thì chúng ta vẫn chưa thể thay thế một cách hoàn toàn giữa cái vấn đề mà cái quan thâm vi tính và cái
classical vi tính là như vậy.